Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm video tiếp tục chuỗi series đặt hợp âm và hòa âm cho bản nhạc để các bạn có thể xem tiếp và hiểu nội dung ha. Thì đối với bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đến hợp âm là thứ bảy năm giảm, còn gọi là hợp âm bán giảm hoặc là gọi hợp âm là bảy dẫn ha. Nó có ba tên như vậy. Thì chúng ta cứ gọi là thứ bảy năm giảm đi cho nó nhanh ha. Rồi, đối với cái hợp âm này cũng là một hợp âm nghịch. Và một cái hợp âm này chúng ta cũng dùng khá là nhiều trong âm giai. Mình có nói với các bạn là trong cái bài số 4, số 5 gì đó, mình có nói đến việc âm giai đó. Thì cái hợp âm này nó nằm ở bậc mấy? Các bạn có thể xem, ví dụ trong âm giai trưởng thì hợp âm thứ 7 năm giảm này nằm ở bậc 7 ha, nằm ở bậc 7. Trong cái âm giai thứ thì hợp âm thứ 7 năm giảm này nằm ở bậc 2. Các bạn nhớ như vậy ha. Vậy thì cái hợp âm này nó có vị trí nằm ở trong âm giai chứ không phải là không có ha. Nói chung là tất cả những hợp âm mà chúng ta học đó, nó sẽ có nằm vị trí ở trong âm giai cả để nó làm bản nhạc được hay hơn chứ không phải là không có công dụng của nó. Tất cả hợp âm đều có công dụng của nó ha. Vậy thì như thế này, những bạn nào mà chưa hiểu về vấn đề âm giai đó thì các bạn có thể xem lại từ bài số 3, số 4, số 5, những bài sau đó. Tại vì những bài này là thuộc những bài hợp âm nâng cao rồi ha. Thì chúng ta cứ học từ từ và bình tĩnh, không có gì phải vội vã ha. Chúng ta xem, chúng ta ghi công thức lại rồi chúng ta suy ngẫm một xíu thì chúng ta mới hiểu rõ được. Tại vì cái môn hòa âm này không dành cho những người vội vã ha. Tại vì chúng ta học cho bản thân cứ từ từ thôi, bình tĩnh ha. Rồi, hợp âm thứ 7 năm giảm chúng ta sẽ có công thức là 1 cung rưỡi cộng 1 cung rưỡi cộng cho 2 cung ha. 1 cung rưỡi cộng 1 cung rưỡi cộng cho 2 cung thì chúng ta sẽ tính như thế này. Và cái hiệu của nó mình đã ghi rồi. Ví dụ ha, chúng ta có là đô thứ 7 năm giảm, đô thứ 7 trừ 5 thì đó là hai kiểu mà chúng ta thường ghi ha. Hoặc là người ta sẽ ghi là chữ C, một cái vòng tròn nhỏ trên và người ta gạch ngang trên cái vòng tròn nhỏ đó. Đó cũng là một ký hiệu ha. Và ký hiệu đó người ta cũng rất là dễ dùng, bởi vì máy tính mình gõ không được nên là mình nói bằng miệng ha. Chúng ta có chữ C, một cái vòng tròn nhỏ và gạch ở trên cái vòng tròn nhỏ xuống, giống một quả đi cầu mà có cái trục á. Đó. Thì đối với âm này chúng ta sẽ tìm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có là ví dụ đô thứ 7 trừ 5 đi ha. Đô thứ 7 năm giảm thì chúng ta sẽ có là đô nè, cộng cho đây một cung nè, từ lên đây, sau đó cộng thêm 1 cung rưỡi, từ đây lên đây là 1 cung rưỡi, là theo công thức cộng 1 cung rưỡi từ mi lên pha 1 cung rưỡi, và cộng thêm 2 cung, từ đây lên đây là nữa, từ đây lên đây là 1, lên đây 1 rưỡi, từ đây lên đây thì đây sẽ là đô thứ 7 năm giảm. Đô thứ 7 năm giảm đây ha. Ví dụ người ta bảo mình tìm rê thứ 7 năm giảm thì chúng ta cứ tìm mà từ đây lên đây là 1 cung rưỡi, từ đây lên đây là 1 cung rưỡi, và từ đây lên đây là nữa, lên đây là 1 rưỡi, từ đây là đô rê thứ 7 năm giảm đây ha. Đó, rê thứ 7 năm giảm ở đây à. Nhớ theo công thức này thì chúng ta sẽ tìm được rất là nhiều âm. Ví dụ là mi thứ 7 năm giảm đi ha. Mi thứ 7 năm giảm chúng ta sẽ có là mi đây lên đây 1 rưỡi cộng cho 2 nữa, thì có phải là từ đây lên đây nữa, đây đây và đây. Các bạn để ý dùm mình á, là cái 1 cung rưỡi cộng 1 cung rưỡi đó là âm gì các bạn biết không nào? Đó là âm giảm đó. Như cái bài số 2 mình đã dạy rồi ha. Bài số 2 mình có hướng dẫn cho các bạn là đây, hợp âm giảm cộng cho 2 cung mà thôi, rất là đơn giản. Mi thứ 7 năm giảm. Đó. Từ cái công thức này chúng ta sẽ tìm được nhiều âm phức tạp hơn. Cứ nhớ công thức và tìm ra thôi. Nếu mà các bạn không nhớ thì sẽ rất là khó ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có gì nào? Chúng ta sẽ có hợp âm thứ 7 trưởng. Hợp âm thứ 7 trưởng thì chúng ta sẽ có là đầu tiên là ghi chữ thứ và ghi 7 trưởng M7 hoặc là major 7, mở ngoặc đóng ngoặc ha, ghi tắt trong đó. Thì đây cũng là một hợp âm khá là phổ biến khi mà chúng ta điểm hát, nó làm cho bản nhạc nghe hay hơn ha. Rồi, hợp âm thứ 7
hợp âm thứ bảy trưởng nó sẽ có công thức là 1 cung rưỡi cộng 2 cung và cộng cho 2 cung. Thì các bạn để ý giùm mình là 1 cung rưỡi cộng cho 2 cung là hợp âm gì nào? Đó là hợp âm thứ, đúng không? Cộng cho 2 cung là thôi đơn giản. Ví dụ chúng ta có đồ thứ 1 cung rưỡi, thì đây là 1 cung rưỡi cộng cho 2 cung. Sau đó chúng ta cộng thêm 2 cung nữa. Đây sẽ là âm đô thứ bảy trưởng cộng cho 2 cung ha. Đây, đây, đây. Còn đô, các bạn cần phải nhớ công thức bên kia là khác, bên này là khác ha. Nhớ kiểu dễ nhầm lắm nha. Rồi ví dụ các bạn nhớ cái bài trước mình nói là rê thứ bảy, cái này là âm thứ bảy trưởng, còn cái kia là rê thứ bảy là khác nha. Các bạn nhớ cái trong ngoặc là nó khác. Ví dụ rê thứ bảy thì không, chúng ta có công thức là 1 cung rưỡi cộng 2 cung cộng 1 cung rưỡi nè, đúng không? Còn cái này là 1 cung rưỡi cộng 2 cung và cộng 2 cung. Các bạn phải nhớ như vậy để chúng ta tránh bị nhầm. Ví dụ là rê thứ bảy trưởng thì không phải là đô này mà phải là đô thăng đó. Thì khi mà chúng ta nhớ được công thức như vậy á, thì chúng ta tìm hợp âm nó mới đúng. Ví dụ người ta yêu cầu các bạn tìm là mi thứ bảy trưởng. Mi thứ bảy trưởng chứ không phải là mi thứ bảy. Mi thứ bảy là 1 cung rưỡi cộng 2 cung cộng 1 cung rưỡi. Còn mi thứ bảy trưởng phải theo công thức như vậy. 1 cung rưỡi cộng 2 cung cộng 2 cung. Đầu tiên là một mi nên đây là 1 cung rưỡi cộng cho 2 cung. Và chúng ta sẽ có thêm 2 cung nữa là có phải là lên... lên đây không ạ? À? Rê thăng ha. Từ đây lên đây là 1, từ đây lên đây là nửa, từ đây lên đây là 1, từ đây lên đây nữa là 1 rưỡi, từ đây lên đây nữa là 2. Đây là mi thứ 7 trưởng đó ha, mi thứ 7 trưởng này ha. Thì đối với công thức này á, nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong việc đềm những âm sắc ha. Thì các bạn cố gắng nhớ những cái này để chúng ta đánh cho nó đúng ha. Hy vọng đối với video này sẽ giúp ích cho bạn nhiều trong việc điểm thánh ca. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh của mình để có thể là người đầu tiên được xem những video mới nhất mà mình cập nhật. Cảm ơn tất cả các bạn.